Xin chào mọi người, đây là Zora. Messi lùi lại. Lùi lại, để yên để quay em tí nào. Đây là Zora. Hôm nay cho Zora lên làm quen với lại mấy đứa. Mọi người thấy Pila với Zora, nhìn Zora cứ gọi nó là Zona cho nó dễ gọi. Thấy Pila là thấy con nét giống không? Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem cái da phả của Zora. Zora là khung rất là to đấy. Trưởng thành lên thì khả năng là sẽ to bằng hoặc có thể là to hơn Pila đấy. Ok, để làm sao để bà xem được. Thế này. Hơi zoom vào một tí. Ok. Zora lùi lại. Một đứa lên trên ngồi. Để tháo cái dây ra cho con Zora xích lại sao. Messi ở ngồi bên cạnh đi. Không không, ngồi yên. Messi lên ghế, ngồi cạnh con Siro đi. Messi lên ghế. Thích lên thì lên ghế ngồi cạnh con Siro. Zora ngồi yên này. Ngồi xuống. Nào, ngồi xuống nào. Để nói chuyện. Rồi, ngồi yên thế. Nó mới lên cho nên là phải có dây. Tránh cái trường hợp nó lô nhau rồi quá khích, mất công, mất đoàn kết. Rồi, Siro ngồi yên, Siro yên. Đây mọi người nhìn nhá, Siro với lại Zora này. Hai đứa nó có họ với nhau. Và mọi người nhìn hai con, mọi người sẽ thấy là nó có những cái nét giống nhau. Mọi người sẽ nhìn thấy nó rất giống nhau. Pila ấy thì cũng là cùng trại với Zora. Đây là cái giấy tờ của con Zora đây. Pila nó có một quyển như thế này. Của cái trại Kumasi này thì mỗi một con nó sẽ có một cái quyển giấy tờ như thế này. Để mọi người xem Zora. Về cái giấy tờ của Zora thì đây là cái giấy tờ nhập khẩu của nó. Nó bao gồm một cái passport này, rồi cái passport là xuất khẩu này, rồi một cái kiểm dịch, rồi cái giấy tờ khai sinh đó. Thì quan tâm đến giấy tờ khai sinh này nhá. Cái giấy tờ khai sinh của nó đây, để cho mọi người xem. Ở đây là Zora đây. Sinh ngày 18 tháng 3 năm 2021. Thông tin là đây là thông tin người nhập là mình đây, Nguyễn Văn Hoàng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. VDH là cái hiệp hội chó giống của Đức. Ok, ngồi yên đấy để anh nói chuyện. Rồi, về cái da phả của nó đây. Da phả của nó thì cho mọi người xem một tí rồi mình sẽ đọc thôi, chứ bởi vì chữ nó nhỏ mọi người sẽ không nhìn được. Con Zora này tại sao mà nhìn nó rất là giống con Siro với lại con Pila với lại con Mosi, nó rất giống chó của trại nhà mình. Là bởi vì cái chó ở trại nhà mình thì hầu hết nó là con của con Pila. Con Pila là nó cùng cái trại này, cùng cái trại này của Đức này. Con và cháu của Pila. Thì con Zora này nó cái ở trong cái phả của nó ấy là ở bên đằng nội. Đây. Không biết là mọi người nhìn được không, chắc là hơi khó nhìn. Bên đằng nội của nó ấy, là con bố của nó đây, Hasko Kronenberg. Tức là đây là cái trại, trên trại. Con bố là con Hacker này và con ông nội nhá là con Quadro. Quadro này nó chính là cái con cùng đàn với con Quinto. Con Quinto nó nhập về với này con Pila này của 10 năm trước đây. Cái con Quadro này nó chính là cái con cùng đàn mọi người nhá, với là con Quinto ở Việt Nam mình ấy, nhập về Việt Nam mình 10 năm trước đó. Thì giả sử như nào con Melsi nó chính là con của con Pila với lại con Quinto. Con Siro chính là cháu của con Quinto. Thì bản thân con Zora này nó cũng chính là cháu của cái con Quadro này, tức là nó có họ với nhau đấy. Thì đến cái đời tiếp theo của nó là cùng cái con Eco này, là cái con bố của con Quadro này. Và đồng thời ấy, con Eco nó cũng là bố của con Pila. Tức là nó họ ở bên đằng nội này ấy, thì nó họ rất là gần nhau. Còn bên đằng ngoại của nó, bên đằng ngoại của nó thì mọi người sẽ thấy này, ở bên dưới này đây là bên đằng mẹ.
đằng mẹ của nó là con Norena von Kumasi, thì bố của con mẹ là con Grief, rồi con mẹ là con Maika. Thì cái con bản thân cái con Grief này là con của con Hero. Con Hero thì nó chính là bố của con Bruno, tức là con Grief này và con Bruno ở trại nhà mình là hai anh em cùng bố nhá. Hai anh em cùng bố ấy, thế thành ra mọi người nhìn con Siro nó lại càng giống hơn. Nó càng giống con với con Siro với con Zora này, nó càng giống nhau hơn, bởi vì là nó họ dây dưa với nhau rất là nhiều. Cùng chung cái dòng máu của các con Hero này nhá. Là ở với Siro thì bên đằng nội, còn với con Zora này thì là bên đằng ngoại. Ngồi yên. Và còn thêm nữa, nó dính máu một chút nữa. Thôi không nô. Messi thích thì Messi lên ghế ngồi đi. Lên ghế, đang nói chuyện không nô. Và con còn thêm một cái dòng máu nữa là của cái dòng máu con quạng Maika này. Con Maika này là con gọi là con bà ngoại của con Zora này nhé. Thì con Maika này nó là con của con Wichita. Thì cái con Wichita này nó chính là mẹ của con Pila. Đó mọi người đấy, tức là cái con Maika này là cái con bà ngoại của con Zora này. Thì nó chính là chị em cùng mẹ với Pila. Tức là nó dính như thế là cái về cái dòng họ của nó, là nếu mà con Zora này mà so với lại con Siro ấy thì nó dính rất là nhiều. Nó dính rất là nhiều ở trong phả. Nó chỉ coi như là trong tức là đến tính đến đời cụ nhá. Đây là đời bố mẹ này, ông bà này, và cụ này. Thì tính đến đời cụ ấy là nó chỉ có mỗi một cái duy nhất cụ ngoại này, cái cặp cụ ngoại này là không trùng thôi, là không có dính dáng gì với nhau. Cặp cụ nội ngoại của nội, tức là đẻ ra cái bà nội ấy, đẻ ra cái con bà nội này, mỗi cái cặp này là không dính gì thôi. Còn đẻ ra ông nội là dính này, thì tất nhiên là ông nội dính rồi. Đẻ ra cái cặp đẻ ra ông nội là dính thì bố nó dính rồi. Và đẻ ra ông ngoại là con Grief này, và đẻ ra bà ngoại là con Maika này đều dính nha mọi người nhá. Tức là nó dính, nó họ với nhau rất gần. Và cái ở trên cái phả này thì mọi người nhìn nó cũng hơi bị khó bởi vì chữ nó nhỏ. Nhưng các con sót Đức ấy, của những cái trại lớn như trại Kumasi thì mọi người có thể nhìn ở bên cạnh thông tin của các con chó, mọi người sẽ thấy là tất cả các con chó ở trong phả nó đều có các cái chứng chỉ chó làm việc, tức là nó đều đã thi và được chứng nhận các cái chứng chỉ chó làm việc IGP, IPO, IGP hay là BH, đó là những cái chứng chỉ chó làm việc. Rồi, đấy là hôm nay là chia sẻ với mọi người cái phả của con cái mà mình bắt. Còn con đực ấy thì nó cũng có dính, nó dính một tí thôi. Thì con đực để rồi hôm nào mình sẽ quay để chia sẻ về cái phả con đực. Con đực ấy thì mình bắt, mình lựa chọn là một cái con mà nó cố gắng nó dính với này những cái con chó mình đang có ít nhất để nó có một cái nguồn gen hoàn toàn mới. Còn con cái ấy, thì mình lại muốn chọn cái con mà nó theo cái phả mà mình rất là ưng ý của cái trại Kumasi của Đức này. Đó. Thì đó, Maika đó. Maika thì rất là to con. Quên, lại bảo Maika. Maika là cái con đời bà ngoại của nó rồi. Zora, nhưng mà đây này, tên của nó Zora. Có chữ dính ở trên cái cửa chó. Zora thì bình thường gọi nó là con Zona cho nó dễ. Bởi vì cái con đực ấy, con cái này nó tên là con Zora này, và con đực ấy thì nó tên là con Zano. Con Zora này cũng phải gọi con Pila là bà đấy, chứ không có phải họ, có họ đấy, bà ngoại đấy. Bà họ thôi. Có phí xuống bằng Messi nhé. Anh nói là Messi chẳng chịu nghe. Đã nói là không phải là cái lúc để chơi, để nói chuyện một tí, để mà nói một tí về em nó một tí, về cháu nó một tí. Thì cái con Zora này nếu mà như họ đấy, là nó có họ với cả cái bọn này, cả bọn Pila, Messi này, cái này Siro là nó họ rất là gần. Nếu mà nói là họ dính nhiều nhất là dính với này con Siro là dính nhiều nhất, bởi vì nó dính với này cả bên bên một chút ở bên con Bruno, dính gọi là đời ông.
thì con Zora này có thể là ghép cặp, bởi vì họ nhưng mà nó họ xa rồi, nó có thể ghép cặp được hết với này cả mấy con đực của trại mình bây giờ, cả Bruno, cả Marvin, cả Loki đều ghép được, cả Nano nữa ghép được hết. Thế lên đây ngồi cạnh chị Messi. Thế chị Messi chả chịu nhường chỗ cho em gì cả à? Chị Messi không chịu nhường chỗ cho em à? Đó thì đây là hôm nay là giới thiệu với mọi người về con cái này à, và để tiện đây thì chia sẻ, sẽ có rất nhiều người muốn hỏi là nhập một con chó ở Đức thì nó có đắt tiền hay không. Rất nhiều người sẽ muốn hỏi là nhập một con chó ở Đức về thì nó có tốn nhiều tiền lắm hay không, bởi vì cũng có nhiều người là muốn nhập cái con chó về. Thì ở cái video này mình sẽ chia sẻ với mọi người.